Trên chuyến đi thôi à, chứ anh không phải bên cái cánh làm mấy cái này. Có mấy tụi nhỏ nó tới nó làm nó gì, nó chụp hình nó gì tùm lum hết ra. Năm nào anh cũng ra đây á, mà cái không có biết bên này. Hôm qua chị chỉ tra trên bản đồ chị thấy. Tại tụi em mở cửa cho khách cũng 5 năm rồi chứ. 5 năm hả? Vậy lúc là... Lúc con 5 tuổi. Lúc con 5 tuổi là còn đá luôn á. Chắc nhiều khi mình đi cái mình chú tâm vô mấy điểm cũ á. Rồi đây là pha nè Nam. Cái này khi mà nó đun sôi cái hơi nước nó sẽ bốc ngược cái lên. Ôi, cà phê trộn ngon. Nhìn giống... Đúng không? Nhìn giống rơm á. Nhìn đi chén rôm luôn á. Con thấy đẻ khi nó lớn. Con này nó không chết luôn hả? Con gì mà nó không chết? Mày nghe em, mày đòi không chết thì anh sẽ cho mày chết. Sao vậy con? Vô đây thưởng thức cà phê mà. Đây là đâu chụp vậy? Chụp bản đồ hả? Hoàng Hoa Thám, cà phê trồn Hoàng Hoa Thám. Rồi đây luôn, ghé vô luôn. Ủa? Cà phê trồn là hầm. Có hầm nữa hả? Thì kêu hầm á con. Ở trong á, người ta ủ ở trong á. Cái này ủ là phơi nắng tự nhiên hay là mình phải ủ ở trong hầm? Dạ, cái này là em ủ 6 tháng. Mình ủ mình để ở trong cái thùng lớn á anh. Mình ủ 6 tháng là cả hạt, rồi cả phân nó đi ra. Xong rồi mình mới mang ra ngoài rửa sạch cái hạt nó đi. Rồi phơi khô. Phơi khô đây thì em là phơi nắng. Là phơi nắng tự nhiên thôi. Sau khi mà mình phơi